Em xin chào cả nhà. Hôm nay em làm video clip này giới thiệu đến cả nhà một số mặt hoa mà hiện tại vườn lan Lê Ngọc đang có, cũng như là giới thiệu một số mặt hoa cho những khách hàng mình mới biết chơi lan, có thể phân biệt được những cái dòng hoa lan mà mình muốn sưu tầm. Dưới mỗi mặt hoa em đều có để tên hết, để cho mình có thể tham khảo. Những mặt hoa này đều là những mặt hoa nở thực tế tại vườn lan. Nên cả nhà mình có thể dễ dàng nhận biết được khi mà mình thấy một cái hoa trực tiếp ở bên ngoài. Đây là dòng thỏ đỏ Kiên Giang. Những cái mặt hoa này thì hiện tại đang có cây hết nha cả nhà. Nhưng mà sẽ tùy theo giống, có một số thì nó sẽ có chậu phi 12, và một số giống thì nó sẽ có chậu lớn. Mình có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình. Thỏ đỏ Kiên Giang thì lần này em mới về lô mới nữa, cây thì tơ rất là đẹp. Những khách hàng nào đã mua thỏ đỏ Kiên Giang cũng biết là cây thỏ đỏ Kiên Giang, cây chậu phi 12 nó rất là mướt, đẹp. Còn đối với dòng lưỡi bò vàng này thì em có chậu phi 18 và chậu phi 12. Chậu phi 18 thì cây tương đối là lùm và có một số cây nó đã có vòi. Còn chậu phi 12 thì chưa có vòi. Trong đây em có giới thiệu ba dòng Đen-ru nắng rồng, có rồng xanh, rồng trắng và rồng vàng. Ba mặt hoa đều là mặt hoa thực tế để cho cả nhà mình có thể tham khảo. Vì có một số khách đó mình chưa phân biệt được cây rồng trắng, cây rồng xanh và cây rồng vàng, vì ba cái khuôn hoa này tương đối giống nhau. Nhưng thực tế nếu mà mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy nó hoàn toàn khác, không có giống. Cây này là cây kinh hổ mang. Thường những cái dòng nắng mà có tiếng ở Việt Nam mình á, thì đa phần là giống do Việt Nam mình làm. Còn giống Thái thì khi mà nhập về thì mình trồng thì cái màu, cái khuôn hoa nó sẽ không giống lắm. Cây này là thường mình kêu là cây đột biến nè, ba lưỡi đỏ. Cây này nó nở thực tế ngoài thì đẹp lắm cả nhà. Giống ba lưỡi đỏ thì cây nó nhỏ chứ không có lớn. Còn đây là cây xin bít rét. Đây là một trong những dòng xin sổ. Đã có mặt hoa thì em thấy những cái dòng xin sổ sau này thì nó sổ ra cái mặt hoa rất là đẹp. Có nhiều màu và nhiều dạng bông cho mình lựa chọn. Ví dụ như cánh mỏng, xoắn, dày. Tại vì em biết là lúc này có một số khách mình bắt đầu sưu tầm chơi lan, nhưng mà mình không có phân biệt được là dòng hoa nào và cây đó tên gì, nên em làm cái video này để cho mình dễ dàng lựa chọn cái mặt hoa mà mình thích. Những cái dòng này thì đều có cây tơ hết nha cả nhà. Cây này là cây anh ba Thái và cả anh ba xưa luôn. Nếu mà mình xem hai cái cây liền một lúc thì mình sẽ thấy hai cái mặt hoa nó hoàn toàn khác nhau chứ không có giống. Đây là mặt hoa của cây rồng vàng. Đa phần tất cả các cây đều là cây tơ. Có một số ít cây thì nó có vòi, còn chủ yếu là cây tơ, thân lá đẹp. Nhưng mà có một điều này thì em cũng xin nói luôn trong video, đó là khi khách hàng chọn lựa mua cây ở vườn lan Lê Ngọc, ở đây em bán là bằng niềm tin và sự uy tín chất lượng của vườn lan Lê Ngọc, nên khi cả nhà mua chọn mua cây ở vườn lan Lê Ngọc thì xin cứ yên tâm về chất lượng cũng như là về giống cây. Ở đây em sẽ bảo hành mặt hoa cho cả nhà. Em cảm ơn và xin chào, xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video tiếp theo ạ.